Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Huỳnh giáo chủ lộ thiên cơ chiến tranh Trung Đông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. a di đã nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Trốn hồng trần nhiều cảnh nhuốc nhơ, dáng hiểu rõ huyền cơ mà tránh. Trốn tiểu điếm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc, muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc. Đức gì, đà truyền mở đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Trích kệ dân, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ cho biết Ngài lãnh sắc lệnh Đức Phật a di đà xuống trần dạy đạo cứu chúng sanh thời mạt Pháp tận thế hội Long Hoa. Bồ Tát Phật giáng trần trong cảnh dầu sôi lửa bỏng khẩn trương dạy đạo kêu gọi chúng sanh gấp rút tu hành. Bổ Tát Phật không có thì giờ dối rảnh làm thơ vịnh nguyệt mơ màng viển vông mây nước hay tả cảnh hoàng hôn tím yêu thương vu vơ. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Ngài đều khế hợp thiên cơ. Ngày 24 tháng 7 năm 1941, Đức Thầy nhìn thấy tượng con beo đá trưng bày tại nhà ông Võ Văn Giỏi. Thầy đã làm bài thơ vịnh con beo đá để gửi thông điệp thiên cơ. Beo ơi, beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo, ngóng cổ chờ ai đem thịt tới, hay chờ gạt chó cướp đàn treo. Bạc Liêu, ngày mùng 1 tháng 6 nhuần tân tị ngày 24 tháng 7 năm 1941. Thiên cơ bất khả lộ, Bồ Tát muốn hé lộ thiên cơ phải dùng phương tiện nói mẹo bóng gió hư hư thực thực, ý tại ngôn ngoại, dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia, những chữ như beo mèo, cướp đàn treo ám chỉ năm quý mão 2023 mèo. Chiến tranh bùng nổ khốc liệt cướp đàn treo vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thê thảm, dân chúng di tản, đói khát tràn lan. Trong chuyện bên thầy, Đức Huỳnh Giáo Chủ tiết lộ ngòi nổ thế chiến ba khởi từ vùng Trung Đông, khi cuộc chiến Trung Đông tạm ngưng, sẽ tới vùng Á Đông. Ngài đã tiết lộ những sự cố quan trọng về địa điểm bùng nổ thế chiến ba, vì vậy cùng một lúc Ngài không thể tiết lộ thời điểm bùng nổ thế chiến ba nhưng đâu có ai ngờ trước đó vào năm 1941 trong bài vịnh con beo đá ngài đã gián tiếp tiết lộ thời điểm là mèo beo ơi beo hỡi là beo gần cọp sao mi lại giống mèo như vậy coi như trong lần đầu năm 1941 bài vịnh con beo đá đức thầy đã tiết lộ thời điểm năm mèo quý mão 2023 beo mèo và lần sau năm 1945 chuyện bên thầy Ngài đã hé lộ địa điểm Trung Đông, ám chỉ thế chiến ba bùng nổ năm quý mão 2023 ở Trung Đông dẫn đến tận thế hội Long Hoa. Phụ lục, chuyện bên thầy. Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử, Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Một hôm Đức Thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức. Hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo Khương. Ông Khương vừa bưng nước trà đến phòng khách. Nghe một vị khách hỏi thầy: "Thưa ông tư, sau đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không? Nếu có thì vào năm nào và ở đâu?" Đức thầy đáp: "Trận giặc thứ ba sẽ có, nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào, vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn, nhưng cũng trong chu kỳ hạ nguồn này." còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương. Sydney, ngày 14 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.